Niệm Phật khẩn yếu nhất là giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vẫn làm các điều thiện, giữ tấm lòng tốt, nói lời tốt lành, làm chuyện tốt đẹp. Có sức làm được thì tích cực làm, chẳng thể làm được thì cũng phải phát thiện tâm ấy, hoặc khuyên người có sức làm, hoặc thấy người khác làm bèn phát tâm hoan hỷ, thốt lời khen ngợi thì cũng là thuộc về công đức nơi tâm và miệng. Nếu chẳng thể làm được, thấy người khác làm bèn sanh ganh ghét, liền thành ra tâm hành tiểu nhân gian ác, chắc chắn bị tổn phước giảm thọ, chẳng được kết quả tốt lành, hãy nên thống thiết răn dè. Chẳng được làm chuyện giả dối để được tiếng buôn danh chuốc dự, tâm hành ấy quả thật bị thiên địa quỷ thần đều cùng ghét. Nếu có thì phải sửa đổi, nếu không thì càng thêm cố gắng. Trong đời có kẻ nữ chẳng hiểu chí lý, lý tột cùng, hoặc chẳng hiếu đối với cha mẹ chồng, lừa dối khinh miệt chồng, nuông chiều con cái mù quáng, ngược đãi tôi tớ, hoặc là mẹ kế ngược đãi con cái đời vợ trước, chẳng biết hiếu dưỡng cha mẹ chồng, kính trọng chồng, dạy con cái, rộng rãi với tôi tớ, nuôi dạy chăm sóc con cái vợ trước. Chẳng biết những điều ấy quả thật là đạo thánh hiền trong thế gian, mà cũng là pháp vuông bồi cái gốc trong nhà Phật. Đầy đủ công đức này, do tu tập tịnh nghiệp, chắc chắn danh dự ngày càng cao, phước tăng tuổi thọ lâu dài, lâm chung được Phật tiếp dẫn, lên thẳng chính phẩm sen. Phải biết, có nhân chắc chắn có quả. Nếu mình đã gieo cái nhân hiếu kính từ ái, sẽ tự hưởng cái quả hiếu kính từ ái. Vì người chính là vì mình, hại người còn tệ hơn tự hại mình. Vì thế, phải tận hết chức phận của chính mình để mong Phật trời cùng soi xét. Trẻ nhỏ từ lúc có sự hiểu biết, liền dạy cho chúng đạo hiếu, đệ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ và những sự nhân quả ba đời, luân hồi lục đạo, khiến cho chúng biết tâm của chính chúng nó trong từng hơi thở đều thông với tâm của trời, đất, quỷ thần, Phật, Bồ Tát. Khởi lên một niệm bất chánh là một chuyện bất chánh đã sớm bị trời, đất, quỷ thần, Phật, Bồ Tát thấy biết tường tận. Như đối trước gương sáng đều hiện ra hình bóng xấu, không thể trốn tránh được. Ngõ hộ chúng nó biết kiêng sợ, gắng làm người lương thiện. Bất luận là ai, dẫu là tôi tớ, trẻ nhỏ, cũng chẳng được phép đánh chửi. Dạy chúng nó tôn kính bậc tôn trưởng, giữ phận người dưới. Phải chú trọng dạy chúng nó kính tiếc giấy có chữ viết, yêu tiếc ngũ cốc, y phục, đồ đạc, thương tiếc che chở trùng kiến, cấm ngặt ăn vặt để khỏi bị bệnh. Dạy được như thế thì phần đông chắc chắn trở thành người hiền thiện. Nếu lúc nhỏ để mặc theo thói quen, điều gì cũng chẳng giáo huấn, lớn lên nếu không thành hạng tầm thường thì cũng thành phường trộm cướp, lúc ấy có hối cũng chẳng có ích gì. Cổ nhân nói, giáo phụ sơ lai, giáo nhi anh hài. Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở ban sơ mới về. Bởi lẽ do huân tập sẽ trở thành bản tánh, nên phải cẩn thận ngay từ đầu. Thiên hạ yên hay loạn đều bắt nguồn từ đây. Chớ nghĩ lão tăng nói chuyện viễn vong không quan hệ khẩn yếu chi. Quan đã già rồi, tinh thần ngày càng suy yếu, không có sức trả lời thư gửi đến, chỉ vì đường bưu điện thuận tiện khiến xa cho gần, nghe lầm hư danh thường gửi thư đến hỏi mãi. Nếu nhất loạt chẳng phúc đáp cũng cảm thấy phụ lòng người hỏi đến. Nếu phúc đáp từng thư một, thật chẳng có đủ tinh thần làm như vậy. Vì thế, cho in bức thư dài này, phàm những gì liên quan đến chuyện tu trì và đạo lập thân, sự thế, thờ cha mẹ, dạy con đều nói đại lược. Sau này có ai gửi thư đến, dùng thứ này gửi lại. Nếu có một hai chuyện chi đặc biệt, liền phê vào thư gửi đến mấy chữ để đôi bên thấu hiểu tình nhau, chẳng đến nỗi nhọc nhằn quá đáng. Nếu muốn thông hiểu sâu xa kinh giáo, xin hãy thỉnh giáo nơi những bậc pháp sư thông hiểu sâu xa, dựng cao tràng pháp. Nên biết rằng, người thông hiểu sâu xa kinh giáo chưa chắc đã liệu sanh tử ngay trong đời này. Nếu muốn liệu sanh tử ngay trong đời này, hãy nên chú trọng nơi tín, nguyện, niệm Phật, cầu sanh Tây Phương.